Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 8 tháng 10 2018 và chúng tôi đang xếp chiếc tủ áo. Chúng tôi đang xếp chiếc tủ áo gỗ chắc để chuẩn bị chuyển về phường Hồng Hà của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Đây là chiếc số 1 trong cái lô 4 chiếc 1, 2, 3, 4 mà chúng tôi mới lắp lên. Và giá của thời điểm này trong tính từ cái lúc tôi đang báo đến một tháng nữa nó vẫn là 120 triệu một chiếc ở tại cửa hàng, chưa kể phí vận chuyển. Thì mong quý vị bớt chút thời gian về tham quan mua sắm tại khu B của Gỗ Đức Hiền, bên kia đường là khu A của chúng tôi. Liên lạc với tôi theo số điện thoại trên màn hình 0984666999. Và cái tủ gỗ chắc này là 100% gỗ chắc Nam Phi và chưa bao giờ làm được cái mẻ gỗ nào nó đều màu và vân đẹp như thế này cả. Hàng là loại gỗ nặng nhất trong các loại. Đây, bên trong này còn mấy chiếc đây. Lúc này chưa kịp vào điện, nó hơi tối. Cảm ơn quý vị quan tâm và xin quý vị tiếp tục bấm nút đăng ký để theo dõi hàng nghìn clip của Đồ Gỗ Đức Hiền, tất cả các cái sản phẩm và hoạt động của chúng tôi. Đây quý vị, là lúc này chúng tôi đang soạn để kê vào thành bộ một cái bộ mới của Thao Quảng Bình. Bộ này là 40 triệu. Ở đây các sản phẩm đều được ghi giá sẵn rồi, nó dễ cho khách hàng lựa chọn.